Hey, 皆さん、こちらが Vân xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cặp tính từ trái nghĩa như thế nào. Takai, 低い大きい小さい新しい古いいい悪い熱い薄い熱い寒い明るい暗いあ、熱い冷たい難しい優しい近い遠い早い遅い多い少ない甘い苦い重い軽い長い短い広い狭い強い弱い太い細い硬い柔らかい深い浅いおいしいまずいきれい汚い美しい見にくい白い黒い面白いつまらないかっこいいかっこ悪い正しい間違い静か騒がしい。Hiện tại thì khóa Kaira của mình đã open ở trên app Dũng Mori. Các bạn chỉ cần tải app Dũng Mori về và còn chờ gì nữa học thôi. Và nhớ là vote 5 sao cho mình ở trên app store đấy nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hai bạn sẵn hôm dịch dự của xin chào đúng rồi đều tối tăng nhau sẵn. Chào nè.